Những kết quả bất ngờ liên tục xảy ra trong ngày mở màn môn bóng đá nam tại Olympic Tokyo 2020 và trận đấu giữa U23 Argentina và U23 Australia cũng không đứng ngoài cuộc. Mang đến Tokyo những tài năng trẻ với kỳ vọng tìm lại chức vô địch Olympic Bắc Kinh 2008, nhưng thực tế đã chứng minh thế hệ kế cận của bóng đá xứ Tango không để lại ấn tượng nào. Đối đầu với một dàn cầu thủ có thể hình tốt như là Australia, U23 Argentina chơi cực kỳ bế tắc. Dấu ấn lớn nhất của họ lại là 3 phút bốc đồng của Francisco Ortega. Chỉ trong 3 phút ngắn ngủi của hiệp 1 thì Ortega đã nhận liền hai thẻ vàng và đẩy đội bóng của mình vào thế thiếu người. Hệ quả là lứa hậu duệ của Messi đã phải nhận về trận thua với tỷ số là 0-2. Kết quả này đã khiến U23 Argentina rơi xuống vị trí cuối cùng của bảng C. Trong khi đó U23 Ai Cập đứng ngay trên Argentina nhờ có được một điểm ở trận mở màn trước một đối thủ vượt trội với dàn cầu thủ chất lượng và nổi tiếng hơn của U23 Tây Ban Nha. Đại diện đến từ châu Phi đã có được trận hòa không đều đây là kịch bản không nhiều người nghĩ tới trước khi trận đấu này diễn ra và thầy trò Garib có thể tự tin để bước vào trận đấu sắp tới. Một chiến thắng sẽ tiếp tục nuôi dưỡng hy vọng cho cả Argentina lẫn Ai Cập nhưng rõ ràng là đại diện Nam Mỹ vẫn được đánh giá cao hơn nhiều. Ở trận đấu này, U23 Argentina sẽ chấp U23 Ai Cập 3 phần 4. Thất bại ở trận đầu tiên sẽ buộc thầy trò Batista phải chơi tất tay ở trận đấu này. Trên thực tế, U23 Ai Cập cũng không có gì xuất sắc trong tấn công và hàng thủ ba người của họ cũng vẫn cho thấy những sơ hở ngay ở khu vực trung lộ. Nếu chơi tấn công ngay từ đầu và tận dụng tốt các cơ hội, U23 Argentina sẽ có cơ hội để mang về 3 điểm đầu tiên. Ở trận đấu này tỷ lệ tài xỉu là 2 1/2. Hàng công của cả hai đội đều chưa ghi được bàn thắng nào sau lượt đấu đầu tiên, đặc biệt là với U23 Argentina đại diện cho lối chơi tấn công kỹ thuật trong thế phòng ngự để tiếp tục tích điểm. U23 Ai Cập sẽ chủ động chơi thấp và như vậy khả năng trận đấu này sẽ có ít bàn thắng. Dự đoán của thể thao văn hóa đây sẽ tiếp tục là một trận đấu khó khăn nữa của U23 Argentina, nhưng có lẽ nếu như không có được 3 điểm thì đội bóng xứ Tango rất khó có thể quyết định tấm vé đi tiếp, bởi họ sẽ gặp U23 Tây Ban Nha ở lượt đấu cuối. Một chiến thắng tối thiểu là kịch bản có thể xảy ra ở trận này. Dự đoán U23 Ai Cập sẽ nhận thất bại trước U23 Argentina với tỷ số 0-1.